Rika nhí. Sao? Mày đang coi vậy? Đang quay, đang coi xong mày này. Đâu? Này. Đâu? Ba đâu? Gì đấy mày? 30.000 kim cương. Số gì mà nhiều với mày? Ừ thì tao quay chúng thôi. Tao không tin đâu, mày bây giờ mày cho nó quay nè. Bây giờ quay cho mới tin đúng không? Nè. Tao cho mày quay luôn nè. Đồ. Đó thì tôi mới nạp vô 510k nè để cho cái thằng em biết ca nhí này nó quay nha anh em. Bây giờ mày quay vòng quay nào? Bây giờ quay vòng quay nào cũng được chân á. Ok, thì tao chọn luôn một quay Noel đi. Cây hồng Noel đúng không? Đắt mà 30.000 chắc chắn đi ra. Rồi, bây giờ quay đi. Rồi bây giờ quay ít một trước để coi ra bao nhiêu kim cương nha anh em. Ok. Ôi rồi, lỗ đây mày. Thì 20k được 110 cũng được rồi. Bây giờ trời 559 người đang ấy luôn em mà. Khá là nhiều anh em vô quay luôn. Rồi, thì anh em nào muốn vô quay á thì anh em có thể vô đây thử vận may nha. Đó, tại vì Tết đến anh em. Cái gì đây? Trời ơi. Tin chưa? Về tao x10 luôn này. 15.000 kim cương nha anh em. Đó thì gần Tết anh em nên cái tỷ lệ kim cương rất tao là cao. X10 luôn. Thì anh em nào muốn thử vận may thì anh em đến đây nha. Rồi, ít mấy đây? Ra bao nhiêu đây? What the fuck? Tin chưa? Tao rút hết vậy à? Bây giờ cút hết nhạc đúng không? Ừ. Rồi bây giờ đến với trận đấu rồi đúng không? Đến với trận đấu luôn. Ok. Ok anh em ơi, thì tôi là Quý Mộc đó anh em. Thì anh em thấy chó tôi ngủ ngon không? Ngủ ngon quá cái chưởng luôn anh em mà. Thì vừa nó vô trận đấu anh em, thì cha có một ca nhí anh em. Nó giống như là lên tới tận nhà kêu nó về luôn anh em mà. Thôi mà căng lắm anh nè, không biết nó còn bị quýnh hay không. Thì vừa định vô đặng phục phù há AK anh em mà, thì cha nó kêu nó về anh em. Hồi nó nói là anh Quý ơi, để về em cầm PC của em á, em bắn. Thì nó nói là cầm PC của tôi nó bắn không được anh em mà. Đó thì tôi nghe nói là há AK nhí anh em, nó bắn ghê lắm anh em mà. Mà công nhận nó bắn ghê thiệt anh em. Thôi thì bây giờ tôi sẽ cho hai thằng nó solo và tôi sẽ xem cái thằng há AK nhí nó bắn như thế nào, mà nó bắn hôm qua mà 7-3 luôn nha anh em. Đó thì bây giờ vô thôi, anh em nào chưa nhấn like kéo xuống giúp tôi nút like, đăng ký kênh nha, để tháng Tết này tôi được 1.500.000 sub cho anh em. Ok thì bây giờ vô thôi. Ok anh em ơi, thì đây là cái kèo tái đấu giữa Evica nhí và HK nhí nha anh em. Thì hôm qua anh em thì HK nhí là hắn Evica. Đó thì tỷ số là 7-4. Thì hôm nay á Evica nhí nó về nhà anh em, mà nó dùng PC của nó để giống như là nó tái đấu với HK này. Cái kèo này là 30 triệu nha anh em. Đó thì bây giờ mày chuẩn bị chơi Evica nhí ơi. Tao chuẩn bị hết rồi, bây giờ đang cầm 30 triệu trong tay này, vào luôn đi mày. Rồi ok, thì anh em nào chưa nhấn like kéo xuống giúp tôi một nút like để giống như là cho tôi có động lực cho anh em. Thì bây giờ kéo xuống nhấn like đi anh em. Ok anh em ơi, đó thì để tôi coi cái thằng HK2K nhí này nó bắn như thế nào, mà nó bắn hay kinh khủng nha anh em. Đó thì bữa hổm anh em, đó thì tôi tốn quá là trời nhiều kim cương luôn anh em mà. Đó thì tôi tặng cho anh em những cái bạn mà trả lời câu hỏi đúng anh em. Đó thì hôm nay là sẽ có tiếp tục có câu hỏi cho anh em nhận kim cương nha. Ôi hôm nay Evica nhí sung như ta. Rồi mấy hàng bắn hay anh em. Ủa con này thao tác đỉnh gì. Ôi mấy hàng bắn hay thường thường là hay bắn đồ hỏ lắm anh em à. Để tôi coi coi. Ôi thằng Evica nhí này nó thao tác kinh điển quá các trưởng luôn anh em à. Rồi đủ rồi, để tôi coi Evica nhí bắn như thế nào mà cầm PC như thế nào coi. Ơi một viên hết sọt ơi. Rồi hát cái AK bị bể đầu rồi anh em à. Đó cố lên với ca nhí ơi, tao tin mày làm được. Ôi bắn cũ. Ôi đù hôm nay mày bắn dữ vậy với ca nhí chứ sao mày. Ok anh em ơi, thì cái trận lục bạc anh em là đa số là cái thằng với ca nhí là nó bắn lục bạc ghê lắm anh em à. Đó thì bây giờ tôi sẽ coi cái thằng HK2K này bắn sẽ như thế nào nha anh em. Đó ôi thao tác được cũng dữ dằn dữ ha. Dù ghê mà đù thằng này lái tôi xem với nó thể hiện nè. Ok, để bây giờ tôi sẽ coi nó bắn như thế nào mà đậu xanh xong mà nó ra đạn là toàn đầu thôi anh em à. Tỉnh thôi. Ôi Thằng này nó bắn chơi. Ôi Vanh ơi, thằng này nó bắn chơi mà nó cũng vô đầu nữa mày ơi. Vãi. Rồi, xong, tôi thấy là điều này là xong rồi. Thua nữa. Rồi, với cà nhí ơi, mày lấy PC của mày bắn dữ lên coi, sao mày bắn gì kì vậy? Cái hàng thứ 2K này á, anh em thấy nó nhanh không? Cái thao tác của nó nhanh quá cái trưởng luôn. Mấy hàng mà kiểu bắn hay anh em là thường bọn mua đồ hỏ lắm anh em mà. Nó ra đạn là toàn đầu thôi. Bây giờ để coi nó thêm một lần nữa nha anh em. Đó xong rồi tôi sẽ qua tôi cổ vũ thằng Evica nhí nha anh em. Đó tại vì bọn hổng nó bắn PC tôi anh em là nó bắn không có quen. Đó bây giờ là bình tĩnh thôi. Cái gì đây? Nó ra đạn là toàn đầu thôi Evica nhí ơi. Má cay thế nhờ. Rồi 2-1 luôn. Xong. Má trận này tao bắn phun đỏ mày coi nhá. Rồi 2-1 rồi anh em ơi. 2-1 rồi anh em ơi. Đó. Bây giờ bình tĩnh thôi. Bây giờ cho thằng Evica nhí này nó bị chai hát đi anh em ơi. Tại vì đêm rồi không bắn phím được. Không ơi là chai ganh anh em à. Rồi bây giờ lên không.
Rồi, một viên đỏ hay. Ôi, đặt keo quá, kinh điển luôn. Rồi, rồi, mắc cái mũ rồi, mắc cái mũ rồi. HAK mắc cái mũ rồi. Ôi, ôi, rồi, rồi. Hay. Ủa, HAK nó ăn hả? Ở đâu? Câu bộ anh em mà coi mấy cái trận solo như thế này quá là phê đúng không anh em? Thì anh em nào chưa nhấn like thì kéo xuống giúp tôi một nút like đi anh em. Đó, thì anh em nào muốn hưởng hết cái gì anh em cứ comment bên dưới giúp tôi nha. Thì hôm qua tốn quá là trời nhiều kim cương để tặng cho anh em mà, thì nói chung là tiếp tục tặng cho anh em tiếp tục luôn. Đó, thì nói chung là anh em xem clip của tôi mà còn được kim cương nữa anh em mà. Còn anh em không nhấn like, không đăng ký kênh thì tôi buồn dữ lắm nha anh em. Đó, thì nói chung là cái câu hỏi hôm nay để cho 10 bạn sớm nhất để mà nhận 599 kim cương. Đó, thôi 20 bạn đi cho nó chắc ha anh em. Đó, thì cái câu hỏi này á nè. Ơi ơi. Ơi lắc lắc. Ơi. Cái hàng này nó ra đạn là toàn đầu thôi anh em à. Ơi. Hay. Lắc keo. Mấy cái hàng AK nó bắn ảo mà quái cái chưởng luôn anh em à. Đó, thì cái câu hỏi hôm nay khá là đơn giản luôn anh em à. Đó, thì nói chung là anh em nhớ comment đúng đúng giùm tôi nha anh em. Đó, chứ không thôi là không được đâu. Thì tôi đố anh em KM014 chiến tranh nó tăng sát thương gì trừ cái gì. Đó, anh em cứ comment bên dưới và để lại đi nha. Đó. Ôi. First blood. Quánh nó ra đạn là toàn đầu thôi anh em à. Xong rồi, tôi thấy là điều này là xong rồi anh em. Cái thằng HK2K này nó bắn kinh quái cả trưởng luôn, nó ra đạn là đầu luôn. Cái thằng UBK nhí anh em, nó ra đạn cũng đầu mà nó solo thua thôi. Bây giờ tôi ủng hộ cho cái thằng UBK nhí nha anh em. Nếu mà nó lạc kèo anh em là tôi sẽ cho nó thêm 5 triệu luôn. Đó. Mày chắc chưa? Rồi, ok. Tao ủng hộ mày á. Rồi, hai viên đầu. Đẳng cấp. Từ từ thôi, cái thằng kia nó cũng ra đạn là toàn đầu đó, chứ không có đùa đâu nha UBK nhí. Bây giờ bình tĩnh thôi. Bắn gì toàn đầu không mày? Ôi! Full đỏ luôn! Ok anh em ơi, mé nó ra cái một cục đỏ luôn anh em à. Rồi, tôi nghi là cái hàng AK nhí này nó nhường anh em à. Tại vì cái kèo hôm qua nó mới vừa thắng mà anh em, nó nên hôm nay nó sung nó thôi. Nó bắn USB luôn kìa. Rồi, Van ơi, mày bắn làm sao mà để cho người ta khinh thường dưới Van? Mày nhìn tao full đỏ này, nó rồi. Thích khinh thường sao vậy? Full đỏ đâu, mày bắn full đỏ tao coi thử coi. Đâu đâu? Ê! Hai viên đỏ rồi. Cái gì mà nó bắn USB tao mày? Rồi rồi, thằng kia nó nhường luôn rồi. Rồi, một viên đỏ luôn rồi. Bình tĩnh thôi anh em à, bình tĩnh thôi. Thao tác hai hàng quá nhanh rồi. Rồi, bể đâu rồi? Rồi, còn 300 máu. Rồi. Má là bắn ghê mày. Ê! Rồi rồi, yếu rồi, yếu rồi. Hay! Bốn điều. Mày ghé mày lạc kèo đi, có quà cho mày luôn. Mày chắc chưa? Chắc. Rồi, quá đẳng cấp, quá là đẳng cấp anh em à. Rồi, bốn điều rồi anh em ơi, bốn điều rồi. Má, kinh thiệt anh em à. Bây giờ tôi sẽ coi cái thằng H2K nhí nha anh em. Để coi cái nó bắn ra làm sao nha. Má mà công nhận quanh nó về, nó bắn VC của nó anh em, nó bắn ghê thiệt anh em à. Chứ sao mày? Rồi, thôi bây giờ tôi coi thằng VK nhí ngu đi. Ngu là ngu. Tôi coi cái thằng VK nhí đi anh em. Để coi cái nó bắn như thế nào nha. Đó. Tỉnh thôi. Cái gì đấy? Thích thể hiện với tao hả mày? Đúng là H2K ngu. Má nó bắn ra đạn rồi toàn đâu à? Rồi, đụng kèo anh ơi, gán đi. Còn hai chặng nữa thôi là lạc kèo anh ơi. Rồi, mẹ cái gì cái nhí. Công nhận bây giờ người biết cái nhí này nó càng ngày nó càng tiến bộ anh em. Nó solo với toàn, nó đồ với trẻ hơn anh em à. Thì anh em nào xem tới đây á, thì anh em nhớ trả lời câu hỏi cây mồm 014 chiến tranh. Nó tăng tỷ số bao nhiêu, nó trừ tỷ số bao nhiêu, anh em ghi rõ ra và nhớ lại đi. Và tôi tự giống như là kim cương nó tự vô cho anh em luôn đó. Ok chưa? Ôi quá sọt luôn đó. Thì nói chung là anh em cứ comment đi, quá một ngày nào đó anh em vô game tự nhiên cái bắn game mày, tự nhiên cái anh em nhận được quà này. Ôi ơi bình tĩnh thôi. Có một ngày nào đó anh em giống như là anh em nhận được quà, anh em hiểu không? Đó, anh em nhận được quà tự nhiên trong nick mình, tự nhiên nó có kim cương anh em à. Đâu rồi? Ôi đẳng cấp, một chặng nữa thôi, một chặng nữa thôi là có tiền thưởng. Trời, thằng Ivic, thằng HK này nó đang nhường hay là nó đang bắn thiệt cái gì mà đậu xanh? Nên thôi, bây giờ mày gán bắn toàn đi. Mũi. Không chừng thôi, bây giờ nó đang nhường rồi đó, bây giờ mày cố gắng đi. Đủ. Tao chơi hai khẩu luôn mày chết.
Rồi. Yếu máu rồi, quýu rồi. Trời ơi, nó vừa lú đầu ra thôi là chết ngắt rồi anh em à. Thằng kia nó solo thắng ba số, sao kỳ vậy? Ở đường hôm nay công nhận mày bắn hay quá, cái chữ luôn với ca nhí thôi. Ok ok, tao biết mà. Ôi ghê. Ok anh em ơi, thì hôm nay là nó đã lật kèo được rồi anh em mà. Thôi thì tao chúc mừng mày thôi. Thì clip của mình ở đây là kết thúc anh em ơi. Thì anh em mấy ai nhớ like thưởng của tao đâu mày. Thôi bye bye mọi người, thôi không thưởng gì đâu. Ra đi, cút đi.